Hồng Loan, chị Ni ở Hà Nội nhận tin vui, tại Sở Văn hóa Thông tin, cô mang kỷ vật của nghệ sĩ Vũ Linh đến. Hồng Loan và chị Ni đang có công việc ở Hà Nội mà nhận được một tin cực vui, món đồ kỷ vật của bà Vũ Linh đã được tìm lại. Gọi điện cho Hồng Loan lên nhận gấp, Hồng Loan quá vui mừng, đặt vé máy bay về liền vì món đồ này rất quan trọng đối với cô, là kỷ vật mà bà Vũ Linh đã tặng cho cô lúc còn nhỏ, là một món quà rất lớn đối với cô. Nhưng từ ngày mẹ con Hồng Phượng về nhà ở, đồ đạc bị thất lạc nhiều, nguyên nhân do đâu thì khán giả cũng đã biết. Hồng Loan nhờ công an vào can thiệp để tìm lại kỷ vật của ba, cuối cùng đã có kết quả. Hồng Loan rất mang ơn các chú công an đã tìm lại món đồ đã mất từ lâu của cô, và không ai khác chính là mẹ con Hồng Phượng. Hai mẹ con của họ chói quanh chói co không chịu trả lại món đồ, nhưng bằng nghiệp vụ của mình, cuối cùng mẹ con của họ phải đầu hàng trả lại món đồ đã lấy của Hồng Loan. Hồng Loan đã khóc, tại sao mẹ con Hồng Phượng lại đối xử với cô như vậy? Bà Vũ Linh đối xử rất tốt với mẹ con họ. Vậy lý do bà Vũ Linh có một đứa con gái thôi mà họ không thể yêu thương được, giờ đây lại khiến gia đình tan nát, anh em chia rẽ, rất buồn. Nhưng Hồng Loan tự nhủ lòng, phải cố gắng mạnh mẽ lên để còn giữ lại căn nhà kỷ niệm hương hỏa cho ba. Mới đây trên trang mạng xã hội TikTok lan truyền đoạn clip con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Hồng Loan và người đại diện phát ngôn của cô là Diệu Ni đã có buổi trò chuyện cùng khán giả. Diệu Ni chia sẻ, những kỷ vật của ông Hoàng Cải Lương Hậu Quảng mà Hồng Loan đã giữ làm kỷ niệm. Bản thân của con gái Vũ Linh tiết lộ, cho coi kỷ niệm của chú Nam nè mọi người, khăn của chú, nó không thương, lấy đâu lấy khăn để lại, xin là nó không cho. Nó nói em có thể cho chị bất cứ cái gì, nhưng đồ của ba em thì không được. Nếu không phải là cho con, thì có giữ từng kỷ vật đi diễn của chú không? Thương hay không, mình thấy hết, chứ cái khăn em đang quấn trên đầu là của chú. Nó giữ lại cái hộp trang điểm, nó nhìn kỷ vật của bà nó mà nó khóc nức nở. Dân tình đều xúc động vì tình yêu thương mà Hồng Loan dành cho người ba, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Phượng Ve sợ hãi về án tù tội, liệu rằng kế hoạch sắp tới sẽ như thế nào? Thưa quý vị, với vụ việc án tù 20 năm của Phượng Ve, căn cứ tại Điều 175 của Bộ Luật Hình Sự mới nhất, cộng với số tiền tỷ từ tiền phúng điếu mà Phượng Ve kiếm được, thì Phượng Ve vô cùng may mắn khi đã quay trốn vào cái ô có khung hình phạt cao nhất, đó là khung thứ tư, có quy định cụ thể, phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên, thì sẽ bị phạt tù từ 12 năm cho đến 20 năm. 500 triệu là đã tối thiểu 12 năm rồi, mà số tiền phải ăn đâu dừng lại ở con số 500 triệu. Tàn canh gió lạnh chuyến này rồi ve ơi. Hôm nào ăn chặn hàm hồ, nay dù giác ngộ vẫn vô tù ngồi, đời ve cũng chỉ thế thôi. Ra tù khi ấy cũng coi như tàn, 37 tuổi làm càng, thi hành xong án lại càng xót xa. Phượng ve khi đó quá già, hối hận cũng muộn, đấy là nghiệp thôi. Thưa quý vị, biết được rằng nếu bản thân Phượng Ve mà ngồi tù 20 năm thì lúc ra tù chỉ có cạp đất, nên Phượng Ve rất có thể đang cố thực hiện bằng mọi âm mưu và thủ đoạn để có thể giảm nhẹ mức hình phạt cho bản thân mình càng thấp càng tốt. Giảm được bao nhiêu thì đỡ bấy nhiêu. Theo quy định của pháp luật thì tại Điều 51 các khoản tình tiết giảm nhẹ tội được quy định tại Bộ Luật Hình Sự thì Phượng Ve đang có một tình tiết khả quan nhất dựa vào một khoản trong Điều 51, đó là người phạm tội là người có thành tích xuất sắc trong sản xuất, chiến đấu, học tập hoặc công tác. Cụ thể ở đây là Phượng Ve có đi làm từ thiện cho xã hội. Và đây chính là lý do vì sao chúng tôi dám khẳng định Phượng Ve đang sợ hãi và cố thực hiện một âm mưu gì đó để hy vọng được giảm án. Bằng chứng chính là khi khổng khi không Phượng Ve đang ẩn mình thì Long Thị Hồ lại hối hả đăng cái bản sao kê các khoản đi từ thiện bún bò của Ve. Và đây cũng không phải là lần đầu mà đã rất rất nhiều lần phía Phượng Ve đã đem cái quán bún bò ra để mà làm từ thiện. Chắc là con Ve cũng được luật sư của Ve tư vấn là hãy làm từ thiện nhiều vô, sống tốt vô, bớt mất dạy lại để mà sau này con được tòa giảm án nhẹ cho. Mà liệu cách làm từ thiện này của Ve có được tòa án công nhận hay không? Khi đâu có ai cấp bằng khen cho Ve đâu. Hình thức từ thiện của Ve chỉ là từ thiện ảo. Bởi vì các phần bún bò đem làm từ thiện là do người khác mua, rồi Ve chỉ có nhiệm vụ là ship đi làm từ thiện mà thôi. Như vậy thì làm sao mà đủ điều kiện để giảm nhẹ được chứ? Nhưng nói gì thì nói, thì chuyện này chắc để tòa án xem xét ha. Chúng tôi không dám cầm đèn đi trước ô tô đâu, mà thiết nghĩ là quá mong manh Ve à. Cái tỷ lệ thành công chắc nó chỉ 0,1%,
Và bên cạnh điều khoản vừa rồi, thì trong điều 51 còn có các khoản khác có liên quan đến tình tiết giảm nhẹ tội và 4 tình tiết vô cùng thú vị và dễ thực hiện đối với ve mà ve có thể căn cứ vào đây để mà ve lươn lẹo tiếp. Đó là tình tiết thứ nhất, người phạm tội tự thú. Tình tiết thứ hai, người phạm tội thành khẩn khai báo ăn năn hối cải. Tình tiết thứ ba, phạm tội do lạc hậu. Và tình tiết thứ tư là do người phạm tội là phụ nữ có thai. Đây là 4 tình tiết mà Phượng Ve có thể suy nghĩ lên kế hoạch để thực hiện. Ví dụ, Ve vác cái bụng bầu lên cơ quan chức năng đầu thú, hợp tác khai báo, tỏ ra hối hận vô cùng các kiểu, rồi sau đó nói rằng: dạ, khi xưa em ngu, em lạc hậu, em ẩu quá, nên em tham lam, hơi lố. Giờ em có bầu rồi, các anh trên cơ quan chức năng tha hoặc giảm nhẹ tội cho em nha. Ôi là trời, nếu mà giảm nhẹ tội dễ như vậy thì chắc Việt Nam không có ai ở tù đâu Ve ơi. Ve à, giờ Ve mà cố làm cho có bầu với ai thì chưa có rõ. Nhưng cho dù là có bầu thiệt, đi đẻ xong, Ve vẫn phải thi hành án thôi. Mà Ve cố chấp làm như vậy thì còn tội cho đứa nhỏ sau này. Mới chào đời, mẹ đã phải ở tù, tội quá tội, Ve à. Một mình Ruby đã đủ khổ rồi, Phượng Ve đừng tạo ra thêm một Ruby thứ hai, ác lắm. Từ cha mẹ cho đến bà ngoại, lẫn gia đình bên nội, không ai biết đúng, biết sai, biết phải, biết trái gì cả. Rồi không biết sau này Ruby lớn lên, ai sẽ dạy Ruby đây? Như vậy thì với các tình tiết giảm nhẹ tội, Phượng Ve dù có cố gắng dàn xếp thì cũng khó mà được tòa án duyệt. Nhưng việc giảm nhẹ tội không khả thi cho mấy, vậy liệu tăng nặng thì có khả thi hay không? Thưa Ve, theo quy định tại Điều 52 của Bộ Luật Hình Sự, quy định về các tình tiết tăng nặng, Ve có quá nhiều điều kiện để mà được xem xét tăng nặng án. Thứ nhất là phạm tội có tổ chức. Thứ hai là phạm tội có tính chuyên nghiệp. Thứ ba, lợi dụng chức vụ quyền hạn để phạm tội. Thứ tư, phạm tội có tính chất côn đồ. Thứ năm, phạm tội vì động cơ đê hèn. Thứ sáu là cố tình thực hiện tội đến cùng. Thứ bảy là thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, tàn ác để phạm tội. Thứ tám là dùng thủ đoạn phương tiện có khả năng gây nguy hại cho nhiều người để phạm tội. Đấy, giảm nhẹ thì không thấy được bao nhiêu, nhưng tăng nặng thì quá trời, quá đất Ve à.